Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái xin chữa và một con cái xin tơ mẫu Bombay nha các bạn, mẫu cực kỳ đẹp nha, mẫu Bombay nha. Đây, con cái xin chữa các bạn, thấy cày đuôi không, chà bá luôn các bạn, rũng dài yếm dày liên thẳng băng bạc cu. Con này chữa 5 tháng các bạn, chữa bò xin nha, đúng mẫu Bombay luôn các bạn, rũng yếm luôn, nghiêm chỉnh, không lan giá nha. À, cái xin tơ chữa 5 tháng, chữa bò xin chữa 5 tháng bò xin, đúng mẫu Bombay luôn các bạn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, đỏ ao à, không lan giá chỗ nào hết các bạn, quyền bò hết, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn, móng sò hoàn thiện hết đó, lưng một lưng, lưng đôi luôn các bạn. Đây đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn, cao 1m25 bò nè, đít nè, đít cao 1m28 bò, cao 1m25 đến cho 1m28 bò các bạn. Chủ báo giá là 31 triệu các bạn, 31 triệu. Đó, rũng nè, chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Yếm về cui à. Yếm về cui các bạn. Sải tích thì nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích thì nghiêm chỉnh hết, đỏ ao các bạn ơi. Đỏ ao à, lưng một lưng, chữa 5 tháng chữa bò xin. Cao 1m25 bò, đít là cao 1m28 bò. Chữa 5 tháng bò xin. Chạy đuôi chà bá luôn các bạn thấy không? Giá 31 triệu các bạn, 31 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình, comment dưới màn hình video các bạn. Đó, mẫu cực kỳ đẹp các bạn thấy không? Đúng mẫu Bombay luôn các bạn. Giá 31 triệu các bạn, 31 triệu. Đó. Cao 1m25 bò đến cao 1m28 bò, cái center gồm chữa lứa đầu tiên, chữa 5 tháng bò xin. Giá 31 triệu. Bạc gu lưng một lưng. Còn đây là cái xin tơ mẫu đó cực kỳ đẹp nè các bạn. Cái xin tơ nhàn tơ riêng luôn các bạn. Rúng chèn yếm dày, lưng đôi, lưng một lưng. À, con này đúng mẫu Bombay luôn các bạn, đúng mẫu Bombay luôn. Đó, lưng một lưng nè các bạn thấy không? Đòn dài lưng một lưng, sải tích thì nghiêm chỉnh, không lan giá. Quyền bò hết các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá, quyền bò hết các bạn. Đây cái xin tơ sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, con cái xin tơ này sau này nó mẫu Bombay độ luôn các bạn. Sau này lên mẫu Bombay độ luôn, lưng đôi lưng một lưng luôn các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, cái dạ vú cực kỳ đẹp luôn các bạn không? Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Giá 28 triệu cái xin tơ này các bạn, 28 triệu cái xin tơ này các bạn. Đó, cao nè. Cao 1m23 bò. Đít là cao 1m27 bò. Cao 1m23 bò, đít cao 1m27 bò. Đó, đít cao 1m27 nè. Giữ lưng cao 1m23 nè. Đó, giữ lưng cao 1m23, đít cao 1m27, giá 28 triệu. Còn cái Cinder này các bạn, 28 triệu. Anh em nào bạn bè nào cần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Còn cái Cinder này nó quyền bò hết các bạn. Con này các bạn nuôi lên sau này nuôi mẫu Bombay, mẫu cực kỳ độ luôn các bạn. Giá 28 triệu nha. Lưng một lưng luôn các bạn không? Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Giá 28 triệu cái xin tơ này các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cái xin tơ này. Chủ báo giá là 28 triệu các bạn. 28 triệu. Đó, còn cái xin chữa của mẫu Bombay luôn các bạn. Cũng chữa lứa đầu tiên luôn. Giá 31 triệu chữa 5 tháng bò xin. Cao 1m25 bò, đít cao 1m28. Chữa 5 tháng bò xin, giá 31 triệu. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.